chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Ba biên tập chương trình thời sự đài phát thanh Long An kính chúc quý thính giả ngày đầu tuần nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2017, phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình có những thông tin đáng chú ý sau. Ông Trần Giang Cần, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh thăm tặng quà Tết cho công nhân lao động tại quyện Cần Duột. Bến Lức tổ chức chương trình Tết Xuân Dày cho công nhân lao động. Cần Đước mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn. Tiếp theo là thuyết một câu chuyện đầu tuần do phóng viên gian sách Đài Truyền Thanh Tân Hưng thực hiện. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Liên đoàn lao động tỉnh Long An trao tặng 40 phần quà cho công nhân nhà trọ không về quê ăn Tết tại huyện Cần Chuột. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Tết Xuân Dày của Liên đoàn lao động tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lê Thị Rết, Phó Bí thư Thường trực Quyền quỹ Trần Thanh Phong đến dự. Phát biểu tại buổi tăng quà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần cho rằng, thời gian qua, các cấp công đoàn đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, giúp công nhân hăng say làm việc, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn công ty doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ quyền lợi của người lao động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, Liên đoàn lao động các cấp phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công nhân lao động, nhất là chế độ ăn uống và bảo hiểm để công nhân an tâm lao động sản xuất. Trước thêm năm mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Giang Cần chúc công nhân lao động hưởng một mùa xuân vui tươi và hạnh phúc. Dịp này, Liên đoàn lao động tỉnh tặng mỗi công nhân một phần quà trị giá 500.000 đồng và năm phần quà cho năm nhà trọ chăm lo tốt đời sống cho công nhân. Tại khu nhà trọ công nhân tự quản ấp 8 xã Lương Quà, Liên đoàn Lao động quyện Bến Lức tổ chức chương trình Tết Xuân Dày 2017 cho công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết. Tham dự chương trình có bà Lê Thị rích Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyện và hơn 150 công nhân lao động trong và ngoài quyện đang làm việc và sinh sống tại các xã An Thạnh, Lương Quà, Lương Bình. Đây là năm thứ hai quyện tổ chức chương trình Tết Xuân Dày nhằm chăm lo tốt đời sống cho công nhân lao động, nhất là công nhân lao động nghèo, công nhân xa quê, nhân dịp Tết đến Xuân về. Trong chương trình Tết Xuân Dày 2017, các công nhân lao động đã được trực tiếp tham gia các hoạt động sôi nổi và ý nghĩa như biểu diễn các tiết mục văn nghệ, gặp gỡ giao lưu, chia sẻ về công việc và cuộc sống giữa công nhân, cán bộ công đoàn cơ sở, chủ doanh nghiệp và chủ nhà trọ. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động Quyện đã trao 60 phần quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng, kinh phí được trích từ ngân sách Liên đoàn Lao động tỉnh và từ nguồn xã hội quá của Liên đoàn Lao động Quyện. Giá trị các phần quà tuy không lớn nhưng đã thể hiện được sự quan tâm chăm lo, chia sẻ với những khó khăn của công nhân từ các cấp công đoàn, đặc biệt là làm ấm lòng những công nhân lao động nghèo. Năm 2016, quyện Cần Đức tiếp nhận 23 nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp cầu tràm và khu công nghiệp thuận đạo mở rộng, mời gọi 3 nhà đầu tư vào cụm công nghiệp Long Sơn với tổng diện tích 78 ha. Tính đến nay, quyện đã cấp 912 giấy phép kinh doanh, nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quyện là 7.454. Các cơ sở sản xuất trong các khu cụm công nghiệp hoạt động ổn định. Toàn quyện có trên 40 nhà máy sản xuất, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân khoảng 22% một năm, giải quyết đáng kể việc làm cho lao động tại địa phương. Ngoài ra, huyện đã tiếp nhận 22 cơ sở sản xuất ngoài khu cụm công nghiệp đầu tư trên địa bàn với diện tích trên 85 ha, nâng số cơ sở được tiếp nhận là 138. Điều đáng ghi nhận trong quá trình tiếp nhận các dự án, lãnh đạo quyền Cần Đức luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội bền vững, kiên quyết không tiếp nhận các dự án làm ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình sản xuất, tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân, từ đó mang lại niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân địa phương, góp phần xây dựng cần đức khang trang hơn, đời sống người dân được nâng cao, xứng đáng là quyện nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Long An. Quyện Châu Thành trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước đến người cao tuổi. Nhân dịp mừng Xuân Đinh Dậu, ông Nguyễn Dương Phong Linh, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyện đến thăm và chúc thọ người cao tuổi. Lãnh đạo quyện đã đến thăm cụ bà Nguyễn Thị Trinh, ngụ ấp Phú Xuân 2, xã Phú Nghệ Trị, cụ bà Lê Thị Tranh, ngụ tại ấp 7, xã Phước Tân Hưng, cụ bà Lê Thị Muôn, ngụ tại ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long. Được sự quỹ quyền của cấp trên, ông Nguyễn Dương Phong Linh, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân quyền đã trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến các cụ vừa tròn 100 tuổi. Trao phần quà của Chủ tịch nước trao tặng gồm có 5 mét giải lụa và phần tiền mặt 500.000 đồng. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân quyền ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các cụ sống thọ thể hiện sự tri ân lớp người cao tuổi có công sinh thành, nuôi dạy con cháu, giáo dục các thế hệ trẻ về nhân cách, phẩm chất đạo đức và lòng yêu nước, góp sức xây dựng gia đình quê hương đất nước. Mong từng gia đình và cộng đồng chăm sóc chu đáo các cụ về đời sống vật chất và tinh thần, trong đó có hoạt động vui chơi giải trí phù hợp để các cụ sống vui sống khỏe, duy trì và phát huy phong trào ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, phát động có hiệu quả phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc người cao tuổi tại địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An đến thăm và tặng quà Tết cho gia đình chính sách hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ba xã biên giới Hưng Điền, Hưng Điền B và Hưng Hà của huyện Tân Hưng. Ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An, Thân tá Đoàn Văn An, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An, ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Hưng đến dự. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sống của các gia đình, chúc các gia đình đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 thật vui tươi và hạnh phúc. Dịp này, đoàn cũng trao tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ba xã biên giới. Mỗi phần quà là 500.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị đợt trao tặng quà lần này là 50 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ và nhân dân ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ qua đây thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành mạnh thường quân đối với gia đình chính sách hộ nghèo vùng sâu biên giới giúp họ có điều kiện hơn trong việc du xuân đón Tết. Quyện Cần Đức tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm tặng quà gia đình chính sách của quyện thể hiện sự quan tâm lòng biết ơn đối với những gia đình có công đối với đất nước. Ông Nguyễn Giang Bảy, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyền Cần Đước và lãnh đạo xã Long Định đã đến thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Huỳnh, 107 tuổi, hiện đang ngủ tại ấp 1 xã Long Định. Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Giang Bảy ân cần hỏi thăm sức khỏe mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình chính sách, tìm hiểu hoàn cảnh sinh hoạt, điều kiện kinh tế gia đình, công tác chuẩn bị vui xuân đón Tết. Đồng thời động viên gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, tích cực lao động, đóng góp công sức cho quá trình xây dựng quê hương, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, trở thành những công dân có ích, trụ cột trong xây dựng quê hương đất nước. Hàng năm, lãnh đạo quận Cần Đức đều đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ nhân dịp Tết cổ truyền, thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc ăn quả nhớ ơn người trồng cây, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, nhà nước đối với gia đình chính sách. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Trong danh sách top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2016, có những cái tên quen thuộc như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, Tập đoàn Diễn thông Quân đội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Diễn thông Việt Nam. Theo Việt Nam Report, 10 năm qua, một trong những chiến lược chủ chốt mà các doanh nghiệp lớn Việt Nam đang lựa chọn để phù hợp với mức độ cạnh tranh tăng lên là chuyên sâu vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lớn đã có những nỗ lực đáng kể trong việc cải thiện ngày càng nhiều hơn chỉ tiêu liên quan đến năng suất lao động nhằm giữ vững gia tăng thị phần trong nước và thâm nhập vào thị trường thế giới. Nhân sự kiện 10 năm công bố bản xếp hạng VNR500, Việt Nam Report cũng công bố hai danh sách Top 50 doanh nghiệp xuất sắc năm 2016 là các doanh nghiệp có doanh thu cao, có tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt nhất trong giai đoạn 2011-2015, hoạt động hiệu quả và có đóng góp nhiều nhất vào ngân sách năm 2016 và top 50 doanh nghiệp thành tựu năm 2016 là các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh và năng lực tài chính tốt, đặc biệt có tổng lợi nhuận sau thuế cao liên tiếp trong 5 năm gần nhất. Việt Nam Report cũng đã giới thiệu sách trắng song ngữ báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2017 với chủ đề Doanh nghiệp lớn Việt Nam chặn đường 10 năm, gỡ bỏ rau cản kiến tạo môi trường kinh doanh. Năm 2016, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, gọi tắt là CNS, nộp ngân sách của công ty mẹ và các công ty con đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng 7,37% so với năm trước. CNS là đơn vị đứng thứ ba trong 21 đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh có thành tích đóng góp ngân sách nhà nước trên 1.000 tỷ đồng. Năm 2016 là năm đầu tiên Việt Nam chính thức tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN. Việc tham gia này đã tạo ra khí thế và động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam và mở ra cơ hội tham gia vào một khu vực thị trường chung rộng lớn. Tuy vậy, khó khăn thách thức với các doanh nghiệp cũng không nhỏ. Trong bối cảnh khó khăn và lợi ích trang sen, CNS đã nỗ lực khắc phục, giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được thành phố Hồ Chí Minh giao. Trong năm qua, đơn vị đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của thành phố giao với doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách đều kế hoạch. CNS cũng đã thoái vốn xong 9 đơn vị, thu về 181,70 tỷ đồng. Hiệu quả đạt được sau khi trích lập dự phòng là 28 tỷ đồng đảng chú ý đơn vị đã phát quy quỹ khoa học công nghệ hoàn thiện các quy chế để cùng giới diện trường các nhóm khởi nghiệp các doanh nghiệp vừa và nhỏ để nghiên cứu phát triển sản phẩm ngành công nghệ cao phục vụ cho các chương trình phát triển của thành phố đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trích lập quỹ khoa học công nghệ tiết mục câu chuyện đầu tuần Thưa quý vị thính giả, với 5 hecta đất sản xuất nông nghiệp được ba mẹ cho khi lập gia đình ra sống riêng. Vậy mà giờ đây, anh đã có trong tay 15 hecta cùng hai chiếc máy gặt đập liên hợp và một chiếc máy cày. Thu nhập mỗi năm của gia đình hơn 400 triệu đồng. Người mà chúng tôi muốn nói đến đó là nông dân Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1976, ấp kênh cũ xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng. Năm 1999, sau khi lập gia đình ra sống riêng, anh được ba mẹ cho 5 hecta đất sản xuất. Những tưởng với diện tích như thế này cùng với kinh nghiệm canh tác lúa mà anh có được khi còn sống chung với gia đình. Vợ chồng anh sẽ ăn nên làm ra. Nào ngờ những năm đầu sản xuất, anh đều thu được lợi nhuận nhưng rất ít, không đủ chi tiêu trong gia đình. Nhưng với tính cần cù, chịu thương, chịu khó, cùng ý chí chuyên lên, anh đã tìm tòi học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước đồng thời tích cực tham gia các lớp tập quấn về kỹ thuật sản xuất lúa do quyện tổ chức. Từ đó, anh đúc kết được kinh nghiệm áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật do sản xuất. Vì vậy mà năng suất lúa của anh mỗi năm một tăng, cuộc sống gia đình dần được ổn định. Từ số tiền dành dụm được sau nhiều năm sản xuất trúng mùa được giá, anh mua thêm đất sản xuất. Cứ thế diện tích đất của anh cứ tăng dần theo từng năm. Ngoài ra, anh còn mua thêm máy gặt đập liên hợp và máy cài để thuận tiện trong việc sản xuất của gia đình đồng thời có thể phục vụ cho người dân trên địa bàn để tăng thêm thu nhập. Anh Nguyễn Giang Thông cho biết, hiện tại anh đã sở hữu trong tay 15 hectare đất, hai máy gặt đập liên hợp và một chiếc máy cày. Theo tính toán của anh, sau khi trừ các khoản chi phí, anh thu lợi nhuận mỗi năm hơn 400 triệu đồng. Anh Nguyễn Giang Thông cho biết. từ lúc lập gia đình năm 99, anh cũng ông già cho được 5 hectare. Thì làm lúc đầu thì năng sức cũng không được cao, rồi sau này uh, học hỏi kinh nghiệm từ mấy chú mấy bác đi trước rồi uh, tập huấn các lớp uh, uh, chuyển giao khoa học kỹ thuật của uh, các trạm khuyến nông của quyện với trạm bây giờ của quyện uh, thì cũng tỉa từ kinh nghiệm thực tế với học hỏi kinh nghiệm từ mấy chú thì năng sức làm dần dần được cải thiện rồi uh, dần dần sau tích lũy mua được cũng được hai máy cắt với một máy cài phục vụ trước đầu tiên để cho gia đình sau thì anh cũng phục vụ cho bà con xung quanh rồi từ đó thì gia đình kinh tế cũng được ổn định con cái cũng được đi học hành đàng hoàng không những thế gia đình anh còn tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào do địa phương phát động hàng năm anh đều tình nguyện đóng góp với số tiền hơn 3 triệu đồng để địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhận xét về hội chiên của mình ông lê thanh dân phó chủ tịch hội nông dân xã hưng điền b quyện tân hưng cho biết phong trào nông dân sáng giỏi thì qua cái kiểm tra và thực tế như hộ anh Nguyễn Nhân Thông của ấp Kinh Cửu. thì trước đây thì anh rất là làm trong cái gì cái lao động rất nhiệt tình từ năm ha hecta mà anh làm dành dụm và có trích lũy mua đến hôm nay thì anh sản xuất là 15 hecta và đồng thời anh mua thêm hai cái máy gặt đập lũ hợp ngoài ra về thu cái lợi nhuận trong gia đình còn hỗ trợ giúp đỡ cho nhiều nông dân để thoát nghèo thì qua cái phong trào nông dân sản xuất kinh giỏi là nhiều năm liền anh Thông đã đạt được cái cái danh hiệu nông dân sản xuất kinh giỏi à, trong thời gian tới, đội ban chấp hành hội nông dân sản Đường B sẽ nhân rộng nhiều hơn nữa để cho phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phát quy thêm. Với tính cần cù chịu khó chuyên lên trong lao động sản xuất, anh Nguyễn Văn Thông đã được tuyên dương là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh 3 năm liền 2014 2016 anh xứng đáng là gương nông dân điển hình tiêu biểu cần được biểu dương nhân rộng. Quý thính giả thân mến, câu chuyện đầu tuần kỳ này đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.